Ốc Thành Vân bức xúc trước tin đồn Mai Phương qua đời, nghiệp chết. Nữ diễn viên cao thủ ẩn danh lên tiếng phủ nhận thông tin Mai Phương qua đời lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua. Cô rất là bức xúc trước những thông tin không đúng sự thật này. Sau khi nhập viện để điều trị ung thư phổi thì Mai Phương nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nữ diễn viên kiên cường chống chọi lại bệnh tật và tình trạng sức khỏe cũng đang tiến triển khá tốt. Tuy nhiên thì thời gian qua trên mạng xã hội và một số trang tin lại bất ngờ lan truyền thông tin là Mai Phương qua đời vì sốc thuốc, đã khiến cho người hâm mộ không khỏi hoang mang. Mới đây trên trang cá nhân thì Ốc Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh chụp chung với Mai Phương kèm theo dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc trước những tin đồn thất thiệt về nữ diễn viên, những thiên thần áo trắng. Cụ thể thì em Chi sinh năm 1984 cho biết đây là bức ảnh cô chụp cùng Mai Phương trước khi đi Mỹ và khẳng định sức khỏe của giọng ca Tiếng Dương Cầm Trong Đêm đang hồi phục rất là tốt, thần sắc thì tươi tắn hơn trước. Đồng thời cô phủ nhận những thông tin thất thiệt về Mai Phương, cho rằng là cô đã qua đời. Mọi người đừng tin ba cái tin vịt hay hết hồn, bởi vì nhà báo mạng cắt kép, giật tít sóc nhé. Kẻ nào viết bài như thế thì nghiệp chết. Tất nhiên là em vẫn đang chiến đấu với bệnh, nhưng hiện tại tình hình tốt, bác sĩ nói là cứ yên tâm, lạc quan mà điều trị. Việc này còn dài, mất nhiều thời gian và tốn kém, nhưng có tinh thần thì có hy vọng. COVID. Trong trạng thái của Ốc Thanh Vân đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người tỏ ra thái độ bức xúc trước những thông tin không đúng sự thật được chia sẻ trong những ngày qua. Qua đó thì bản thân của Mai Phương cũng bày tỏ sự đồng cảm với Ốc Thanh Vân và cho biết: ngày nào em cũng trả lời tin cho mọi người, để mọi người đỡ lo lắng cho Phương, vì đọc được mấy cái tin đó cố ý ghi như vậy để câu view, thiệt là ác nhân thất đức. Đặc biệt, diễn viên Mai Phương cũng để lại biểu tượng hình trái tim và thoải mái trả lời bình luận của bạn bè như một cách phủ nhận thông tin thất thiệt lan truyền những ngày qua. Hồ Quang Hiếu nói gì về bức ảnh nhìn Bảo Anh xa xăm trong đám cưới Trường Giang? Khoảnh khắc Hồ Quang Hiếu đang nhìn tình cũ Bảo Anh trong đám cưới Trường Giang Nhã Phương được dân cư mạng chia sẻ trên mạng xã hội. Nam ca sĩ đã lên tiếng giải thích một cách hài hước khi nhìn đám đuối tình cũ. Vừa qua thì đám cưới của Trường Giang Nhã Phương được dân cư mạng chú ý nhất trong nhiều ngày. Ngay từ khi xuất hiện thì cả hai đã lập tức thu hút được sự đông đảo quan tâm khi vui vẻ chụp ảnh cùng nhau. Tuy nhiên thì sau khi đường ai nấy đi, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh vẫn giữ được mối quan hệ rất là tốt đẹp. Không chỉ gây chú ý khi cùng nhau sánh đôi, khoảng khách mà nam ca sĩ chăm chú hướng mắt nhìn về Bảo Anh còn gây xôn xao mạng xã hội và được người hâm mộ truyền tay nhau một cách chóng mặt. Đặc biệt, một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cực kỳ tình cảm của Bảo Anh Hồ Quang Hiếu nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong ảnh thì Hồ Quang Hiếu đang hướng ánh mắt thâm tình đến Bảo Anh. Trong khi đó thì nữ ca sĩ lại lạnh lùng không để ý đến Hồ Quang Hiếu mà đang nhìn chăm chú về một hướng khác. Sau khi nhìn thấy bức ảnh bản thân đang nhìn Bảo Anh trong đám cưới Trường Giang được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cảm thấy tiếc cho cặp đôi này, tiếc cho tấm lòng chân tình của Hồ Quang Hiếu và nhận định anh nhìn đúng kiểu là anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Thế nhưng mới đây Hồ Quang Hiếu khiến cho fan thích thú khi để lại bình luận trên một fanpage. Cụ thể, nam ca sĩ gốc Đắk Lắk hài hước cho biết lý do mà anh nhìn Bảo Anh, đang định hỏi thuốc làm trắng da mà chợt nhớ mình đang đi đám cưới. Trước đó thì Hồ Quang Hiếu cũng từng trải lòng với báo chí về chuyện tắm trắng. Hồ Quang Hiếu tiết lộ là anh đã dùng mọi biện pháp mà không trắng nổi. Hiếu có đi tắm trắng, tắm vài lần nhưng trắng không nổi. Chỉ duy nhất thời gian còn yêu Bảo Anh, Bảo Anh đã chích một loại vitamin gì đó rất là hợp với Hiếu nên Hiếu đã trắng ra. Nhưng mà khi chia tay rồi thì lại ngại không hỏi lại. Hiếu cũng muốn xài nhưng mà gọi điện thoại hỏi thì kỳ quá nên cũng không dám hỏi. Chia sẻ thật thà của Hồ Quang Hiếu từng khiến cho nhiều người phải bật cười. Và theo tâm sự của nam ca sĩ thì dường như đang muốn tìm cách để tiếp cận với Bảo Anh. Bất ngờ với gia thế của cô dâu gánh 129 cây vàng. Dân mạng vô cùng bất ngờ với những thông tin mới được tiết lộ trong đám cưới của cô dâu gánh 129 cây vàng ở Hậu Giang. Những ngày qua, đám cưới ở Hậu Giang làm mưa làm gió trên các diễn đàn mạng xã hội với hồi môn khủng mà cô dâu nhận được từ những người thân trong gia đình. Theo chia sẻ trong clip thì một người đàn ông lớn tuổi đã tuyên bố trao cho cô dâu trang sức về nhà chồng là 50 cây vàng 24K. Tiếp theo đó thì rất nhiều người khác cũng lần lượt lên trao của hồi môn với tổng số là 129 cây vàng.
Trong những bức hình thì cô dâu miệng cười tươi như hoa, còn trên người thì đeo đầy đủ tất cả các loại trang sức như dây chuyền, lắc, nhẫn, cả ở hai tay và cả cổ, đã khiến cho dân cư mạng phải thốt lên những lời bình hài hước như là thương cô dâu quá, đeo nặng như thế chắc là mệt lắm đây. Chia sẻ trên báo Tri Thức Trực Tuyến thì chị Minh Hương là chị họ của cô dâu đã xác nhận chuyện cô dâu ở Kiên Giang được trao 129 cây vàng ròng trong đám cưới vào ngày 24 tháng 9 vừa qua đúng là có thật. Tên cô dâu là N. Linh, 18 tuổi, còn chú rể là một người Đài Loan, Trung Quốc. Linh là con út trong gia đình, vì thế khi lấy chồng được người ta cho nhiều vàng để sau này có vốn làm ăn. Những người trao của hồi môn là ông nội, mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác, tổng cộng 129 cây, hơn 4,5 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ xác nhận trên VNRed rằng gia đình cô dâu thuộc diện khá giả trong xã, có mẹ, chị đều lấy chồng Đài Loan. Sau đám cưới thì Linh sẽ cùng chồng ngoại đi đăng ký kết hôn và được ủy ban chấp nhận. Hiện tại thì Linh và chồng ngoại đang đi hưởng tuần trăng mật, sau đó thì cô sẽ đi học tiếng Đài Loan để sang nhà chồng làm dâu. Cô dâu 61 tuổi tự hào cho chồng tiền đi nhắn Mỹ làm đẹp. Không chỉ nhắn Mỹ làm đẹp, anh Hoa Cương còn xăm tên vợ mình lên ngực để đáp lại tình cảm mãnh liệt của người vợ 61 tuổi đã trao cho mình. Mặc cho dư luận xôn xao, người ủng hộ kẻ ném đá, cặp đôi đối lạch vợ 61 chồng 26 ở Cao Bằng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc tân hôn lên trên mạng xã hội. Mới đây thì cặp đôi này còn gây bất ngờ vì dẫn nhau đi xăm hình và nhắn Mỹ làm đẹp. Anh Hoa Cương 26 tuổi quyết định đáp trả lại tình cảm của vợ mình chị Thu Sao 61 tuổi bằng cách xăm lên ngực trái thể hiện tình yêu mãnh liệt của hai vợ chồng. Không chỉ dừng lại đó thì chị Thu Sao còn rất tâm lý đầu tư cho chồng đi nhắn Mỹ làm đẹp. Chị Thu Sao chia sẻ rằng mọi người thường chê mí mắt của chồng chị nên chị bảo chê chỗ nào thì làm đẹp chỗ ấy. Anh Hoa Cương cũng khá là hài lòng với diện mạo mới sau khi nhắn mí mắt. Hình ảnh mới của anh Hoa Cương chia sẻ lên trên mạng nhận được khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người khen ngợi, người lại cho rằng anh Hoa Cương không nên đi nhắn Mỹ bởi đàn ông đẹp tự nhiên vẫn hơn là dao kéo. Cách đây vài ngày thì cặp đôi đổ lạch này cũng đã xuất hiện trên sóng truyền hình, chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân. Trong buổi nói chuyện thì chị Thu Sao là nữ khẳng định tình yêu bền chặt của cả hai mặc kệ cho dư luận chế mũi dùi vào mình. Cặp đôi vui vẻ chia sẻ kỷ niệm lần đầu gặp gỡ. Anh Hoa Cương đã chào chị Thu Sao bằng cháu chào cô. Nghe vậy chị cũng vui vẻ đáp lại cô chào cháu. Không ngờ sau này lại nên duyên vợ chồng. Hiện tại thì họ xưng hô với nhau là anh em, vợ ơi, chồng ơi, như những cặp vợ chồng khác. Lấy chồng trẻ vui vẻ hơn, chị Sao thậm chí được bạn bè khen ngợi là trẻ ra, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chú rể 26 vạch áo khoe hình xăm đôi với vợ. Hành động của chú rể 26 tuổi thêm một lần nữa đã khiến cho dân cư mạng dậy sóng trước mối tình vốn đã nhiều ồn ào. Chiếm sóng trên mạng xã hội suốt thời gian qua là mối tình của cô dâu 61 tuổi Thu Sao và chú rể 26 tuổi Hoa Cương hiện đang sinh sống tại Cao Bằng. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm cho đến khi chính thức về chung một nhà, ngoài những lời chúc phúc thì cặp đôi cũng phải nhận về không ít những lời gièm pha trong suốt thời gian qua. Mới đây thì cặp đôi đã xuống Hà Nội và có một buổi giao lưu với hàng nghìn dân cư mạng qua một kênh livestream của một trang báo điện tử. Tại đây thì chú rể 26 tuổi liên tục thể hiện tình cảm ngọt ngào với vợ, không chỉ qua hành động mà còn lời hứa đầy quyết tâm. Tôi sẽ nắm tay vợ đi đến cuối con đường. Và có lẽ để chứng minh cho tình yêu của mình, anh Hoa Cương vừa đi xăm hình tên của chị Thu Sao lên trên ngực, đúng như những gì mà cô dâu 61 tuổi đã làm trước đó. Hình xăm của anh Hoa Cương không có nhiều sự khác biệt so với hình xăm của vợ, chỉ đổi tên hai người cho nhau và được thực hiện cùng tại một nơi. Sau khi tác phẩm hoàn thành thì anh Hoa Cương hào hứng tiến lại gần vợ và khoe hình xăm với một gương mặt đầy hạnh phúc. Trước món quà bất ngờ của chồng thì chị Thu Sao không giấu được sự xúc động, nhẹ nhàng vuốt má chồng thay lời cảm ơn. Hành động này của cặp đôi đã khiến cho những nhân viên có mặt trong thẩm mỹ viện lẫn dân cư mạng không khỏi ghen tị. Vậy là không chỉ dành tình yêu cho nhau, cặp đôi còn lưu giữ tên của nhau trên thân thể và những hình xăm này sẽ đi theo họ đến suốt cuộc đời. Nobel Y học 2018, tháo phanh tế bào miễn dịch, diệt gọn ung thư. Giải Nobel Y học, giải Nobel đầu tiên được công bố trong mùa Nobel 2018, được trao cho hai nhà khoa học James Allison và Tatsuko Honjo nhờ phát hiện đột phá trong điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch.
Ủy ban Giải Nobel Y học của Viện Karolinska Thụy Điển hôm 1 tháng 10 đã vinh danh hai nhà miễn dịch học đến từ Mỹ và Nhật Bản vì những đóng góp mang lại tính cách mạng trong việc điều trị ung thư. Giáo sư tiến sĩ James Allison, nhà khoa học miễn dịch đang giữ cương vị giám đốc Viện Nghiên cứu Ung thư Parker và giám đốc điều hành công nghệ miễn dịch của Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas, Mỹ, đã khám phá ra một loại protein có chức năng như một hệ thống phanh trên hệ miễn dịch. Ông nhận ra tiềm năng tháo bỏ chiếc phanh này bằng loại thuốc tác động lên khối tương tác của tế bào T và tế bào trình diễn kháng nguyên giúp chúng rảnh tay đánh bại các tế bào ung thư. Trong khi đó thì một nghiên cứu khác, đó là nhà miễn dịch học danh tiếng giáo sư Tatsuki Hondo cùng với các cộng sự tại Đại học Tokyo, Nhật Bản đã khám phá ra một protein khác với chức năng tương tự, một phanh trên hệ miễn dịch nhưng với cơ chế hoạt động khác biệt. Ông cũng tạo ra một phương thuốc nhằm tách chiếc phanh này. Hai liệu pháp này đều dựa trên tính năng tự nhiên của hệ miễn dịch, đó là luôn tìm ra và tiêu diệt những kẻ xâm nhập có hại, bao gồm các tế bào đột biến. Thế nhưng tế bào ung thư lại rất tinh ranh, chúng tìm cách qua mặt hệ miễn dịch bằng cách là thúc đẩy một cơ chế điều hòa âm tính, hay nói cách khác là một chiếc phanh mà hệ miễn dịch tự tạo ra để trói chân các chiến binh của chính mình. Theo tờ The Guardian thì ca ngợi công trình của hai nhà khoa học là mang tính cách mạng, bởi thuốc của họ trực tiếp ức chế cơ chế tạo phanh sai lầm của hệ miễn dịch, từ đó khôi phục khả năng chống ung thư tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên thì thuốc ức chế này còn có một số tác dụng phụ đáng kể, nhưng chúng cũng được chứng minh là có hiệu quả và đủ an toàn để sử dụng. Trong một số trường hợp thì các liệu pháp mà hai nhà khoa học phát triển thậm chí điều trị được các ca ung thư ở giai đoạn cuối, từng được xác định là vô phương cứu chữa. Chia sẻ sau khi nhận tin vui, tiến sĩ Allison cho biết, ông và các cộng sự đã thực hiện thí nghiệm đầu tiên vào năm 1994 và trong thủ ban đầu ấy, họ đã giúp cho các con chuột bị ung thư lành bệnh. Từ đó họ đã dành hàng chục năm trời để nghiên cứu công trình của mình. Từ đó họ đã dành hàng chục năm nghiên cứu tạo nên công trình có thể trực tiếp tạo nên phép màu trên con người. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ công bố người thắng giải Nobel Vật lý, Nobel Hóa học, Nobel Kinh tế lần lượt vào ngày 2, ngày 3 và ngày 8 tháng 10. Ủy ban Nobel Na Uy sẽ công bố giải Nobel Hòa bình vào ngày 5 tháng 10. Riêng giải Nobel Văn học bị tạm hoãn và chưa có thông báo chính thức về thời gian sẽ diễn ra.